chào mọi người. Từ khi học trung học cơ sở thì tôi đã rất ghét bộ môn hóa học. Và tôi rất thật bực mình khi mà thấy có ống nghiệm nè, rồi hóa chất nè, rồi rượu, axit, bazơ và muối. Ôi chao sao mà lăng nhằng rắc rối, nó cứ rối tinh rối mù trong đầu tôi lên. Nhưng khi mà tôi đã học hết trung học cơ sở thì tự nhiên những thứ đấy trở thành một thứ rất yêu thích của tôi. Hàng ngày tôi chỉ làm quen với ống nghiệm và hóa chất. Sau đó thì những thứ đó nó đã trở thành sự nghiệp của tôi trong 27 năm qua. Và hiện nay tôi đang là người truyền lửa cho học sinh của mình yêu thích bộ môn hóa học. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Thị Thúy Ngọc, giáo viên bộ môn hóa học cấp trung học cơ sở tại Học Mãi. Tôi đến từ team 1. Xin chào tất cả mọi người. Mình hiện nay mình đang là một giáo viên dạy tiếng Anh và mình cảm thấy rất là hứng thú với cái vai trò công việc này. À quên mất, mình tên là Nguyên và mình đến từ team 1. Cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Từ nhỏ tôi đã luôn mơ ước trở thành một cô giáo và hiện nay ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Tôi đang là giáo viên giảng dạy bộ môn toán tại Học Mãi. Tôi tin rằng mỗi giáo viên cần phải giảng dạy tận tâm nhất cho học sinh của mình và dù trên cương vị nào, được là người truyền cảm hứng cho tất cả các em học sinh đối với tôi luôn là điều hạnh phúc. Tôi là Cao Thị Dung và tôi đến từ team 1. Xin chào các thầy cô, em là Kiều Anh và em đến từ team 1. Hiện tại thì em đang phụ trách môn tiếng Việt tiểu học của Học Mãi, cũng như là giáo viên giảng dạy chính của câu lạc bộ ngôn ngữ và EQ. Về quan điểm trong giáo dục thì em rất tâm đắc với một câu nói, đó là không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng như không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình. Vừa rồi là một số chia sẻ nho nhỏ của em về bản thân, và rất vui được làm quen với cả các thầy cô ạ. Guys, my name is Wendy, coming from team number 1, and currently I'm teaching English. With me, teaching or learning anything always should have a lot of fun, because when we really like something, it will be easier for you to learn, so your learning will be more effective, especially with English, because English is so fun. Thank you for listening. Xin chào mọi người. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã bị cuốn hút bởi bộ môn vật lý. Thông qua một cái câu chuyện mà người thầy giáo của tôi đã kể lại về sự đối lưu của chất lỏng. Từ đó tôi rất yêu thích bộ môn này. Và hiện tại tôi đang là người truyền cảm hứng cho các em học sinh để học tập bộ môn vật lý. Hiện tại tôi đang dạy vật lý cho cơ sở ở Học Mãi. Và tôi là Dương Văn Sự, tôi đến từ team 1. Xin chào tất cả các phụ huynh, hiện tại tôi đang có mặt tại một trường học ở Hà Nội và bây giờ tôi sẽ phỏng vấn các bạn học sinh một số câu hỏi liên quan đến vấn đề học tập của các con nhé. Let's go! Chào con đang làm một bài phóng sự nho nhỏ về việc học tập của các bạn học sinh. Con sẵn lòng trả lời một số câu hỏi phỏng vấn của cô chứ? Dạ vâng. Cảm ơn con đã nhận lời tham gia phỏng vấn. Trước tiên thì con tên là gì và hiện đang là học sinh lớp mấy? Con tên là Nguyễn Xuân Ma và hiện tại con ở lớp 4 ạ. Em là Dương, em là Dương Chí ạ. Con tên là Vũ Lê Yến Ngọc và đang học sinh lớp 5A4 ạ. Thế còn bạn nhỏ này? Con tên là Vũ Lê Cánh Nguyên, lớp 3A4 ạ. Con tên là Tùng, con đang là học sinh lớp 5. Thế thì một ngày thông thường của con sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? Con có phải học nhiều không? Con học nhiều từ thứ 2 đến thứ 6. Dạ, có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều con đều học. Nhưng mà đến khi về nhà con vẫn phải học. Thế con bạn Huyền, còn nhỏ như vậy thì con có phải học nhiều không nhỉ? Có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều con cũng có học như chị, buổi tối thì lại đi học thêm. Sáng, buổi chiều là em đi học ở trên lớp còn. Sáng thì con học thêm ở trường, còn chiều tối thì con lại đi học thêm. Vậy là các bạn đã học nhiều như vậy rồi thì cuối tuần các bạn có dành thời gian cho vui chơi giải trí không? Không. Vậy thì con làm gì vào cuối tuần nhỉ? Con vẫn phải học thêm. Vẫn phải học thêm. Thực ra thì cũng chỉ một ít thôi ạ. Tại vì đôi khi thì lại phải đi học thêm. Lại phải đi học thêm vào cuối tuần nữa. Thế thì còn thứ bảy và chủ nhật thì Xuân Mai sẽ làm gì? Còn thứ bảy và chủ nhật thì con đọc tiếng Anh. Hôm nay là thứ bảy mà Dương vẫn phải đi học à? Vâng ạ. Thế thì cái lịch học này là do con tự sắp xếp đúng không? Không, cái việc có thêm này là do bố mẹ con sắp xếp. Không ạ, thế là tốt ạ, vì đây là do bố mẹ em sắp xếp. Do mong muốn của bố mẹ và mọi người. Do mong muốn của bố mẹ và mọi người. Thế còn Huyền? Con giống chị ạ. Lịch học này của con là do bố mẹ sắp xếp ạ. Rồi, cô cảm ơn con vì đã tham gia phỏng vấn nhé.
Như vậy chúng ta có thể thấy rằng các bạn học sinh đang không có thời gian cho vui chơi giải trí hay các hoạt động ngoài trời, và các con đều học theo sở thích mong muốn của bố mẹ chứ không phải là các con tự ý thức muốn học. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các bạn yêu thích việc học và có thể tự học được ở nhà? Cũng như rất nhiều phụ huynh khác, tôi đã từng ép con học bởi một lý do là tôi rất sợ kết quả học tập của con thấp kém. Nhưng khi càng ép thì con có kết quả học tập càng thấp và con càng chán học. Tôi đã tìm hiểu và thấy được rằng là mình sẽ phải tìm xem con sẽ cần gì, muốn gì trong học tập, và quan trọng nhất là phải truyền cảm hứng cho con học tập. Con tôi rất là sợ học môn tiếng Anh. Tôi đã truyền cảm hứng cho con bằng cách là tôi phân tích cho con hiểu tầm quan trọng của việc học tiếng Anh. Tôi đưa con tới trung tâm Anh ngữ để cho con quan sát các bạn cùng trang lứa học tiếng Anh như thế nào. Và tôi cho con vào trại hè để có cơ hội nói chuyện, tiếp xúc với thầy giáo người nước ngoài. Từ đó con thích học tiếng Anh và kết quả học tiếng Anh của con được cải thiện rõ rệt. Con tích cực học, chăm chỉ và tự giác. Tôi thiết nghĩ các bậc cha mẹ cần phải tìm hiểu con mình muốn gì, cần gì trong học tập, và không nên ép con học mà phải truyền cảm hứng cho con học. Như vậy các bậc phụ huynh muốn các con yêu thích và tự giác học tập thì chúng ta hãy tạo động lực cho các con, và hơn nữa phải thấu hiểu các con thật nhiều. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về một vấn đề tiếp theo nhé. Cô chào tất cả các bạn. Chào cô ạ. Rồi, hôm nay các bạn học ở trên lớp như thế nào? Cũng bình thường ạ, con thấy cũng bình thường. Ok, có gì vui không nhỉ? Không ạ. Hôm nay ở trên lớp thì các bạn học những môn gì? Con học môn khoa học tự nhiên, tiếng Anh và tiếng Việt. Khoa học tự nhiên, tiếng Anh và tiếng Việt. Thế thì mỗi một môn học này các con sẽ học riêng lẻ hay là học cùng nhau? Mỗi môn học riêng lẻ, mỗi môn 45 phút. Mỗi môn học sẽ 45 phút. Vậy bây giờ cô và các bạn sẽ cùng xem một đoạn video ngắn, mà trong video này các cô sẽ tích hợp dạy cả 3 môn và các bạn ấy sẽ được học cả 3 môn này ở ngoài trời nhá. Yes. Các bạn có muốn xem không nhỉ? Có. Ok, so let's see. Các con ơi, hôm nay chúng mình có một buổi học rất đặc biệt đúng không nào? Mọi khi thì chúng mình cũng phải ngồi ở trên lớp này, nghe cô giảng ở trên bục giảng và chép bài ngồi trong phòng học rất là bí bách. Nhưng ngày hôm nay thì chúng mình thấy có gì đặc biệt? Hôm nay chúng ta được ở ngoài trời ạ. Đúng rồi, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con bài học về khám phá thiên nhiên kỳ diệu và chúng mình sẽ được trải nghiệm thực tế. Vậy trước hết thì các con nhìn lên bầu trời và thử miêu tả lại cho cô bầu trời cũng như thời tiết ngày hôm nay như thế nào? Con ơi, cô, trên bầu trời có rất là xanh và có những đám mây trắng bay lượn, và những đám mây trắng đó có thể tưởng tượng ra những hình thù thú vị ạ. Vẫn có hơi gắt hiu hiu của Có gió thổi nhẹ, thổi hiu hiu đúng không? Gì nữa? Bầu trời thì cao, bầu trời cao, có những cái đám mây đang trôi, đám mây đang trôi lững lờ. Có gì nữa không? Thời tiết ngày hôm nay bây giờ bắt đầu là vào mùa hè rồi, các con thấy thế nào? Mặc dù bây giờ mới có 9 giờ 30 phút sáng nhưng mà trời đã rất là oi bức. Con thấy rất là nóng nực ạ. Cô ơi, bây giờ mà có một cơn mưa rào ập tới thì thích nhờ cô để xua tan đi những bầu không khí nóng nực, tắm tươi cho những cây cối ạ. Cô cũng muốn là bây giờ có một cơn mưa rào xuống, các con thấy này, không khí sẽ trở nên mát mẻ, không oi bức như bây giờ, và cây cối thì sẽ được gì nhỉ? Tươi tắm ạ. Nó được tắm mát. Vậy cô muốn hỏi thêm là có bạn nào biết là sau cơn mưa rào thì thường có một hiện tượng tự nhiên xuất hiện rất là thú vị, đó là gì ạ nhỉ? Cầu vồng ạ. Chính xác. Cầu vồng thì có mấy màu? 7 màu. Các con cùng kể cho cô các màu có ở trong cầu vồng nhỉ? Đầu tiên là màu đỏ. Màu cam. Tiếp đến màu vàng. Còn một màu nữa, màu tiếp theo cô gợi ý nhá. Lá cây có màu gì đấy? Màu lục ạ. Chính xác. Đỏ, cam, vàng, lục. Rồi đến lam. Màu xanh lam như là màu áo của bạn Nhật Anh hôm nay mặc đúng không? Đỏ, cam, vàng, lục, lam. Còn gì nữa? Hai màu nữa nào? Màu tràm và màu tím. Chính xác. Như vậy chúng mình đã kể đúng trình tự 7 màu trong cầu vồng. Nhưng trước khi tới với phần thú vị tiếp theo thì cô muốn hỏi chúng mình một chút kiến thức về khoa học. Các con cùng nói cho cô biết là cầu vồng từ đâu mà xuất hiện và tại sao thường cầu vồng lại thường xuất hiện sau cơn mưa? Con thưa cô là sau cơn mưa thì những giọt mưa rơi động lại trên những đám mây và ánh sáng hắt qua nên tạo ra hiện tượng có cầu vồng. Có đúng thế không ạ các con? Đúng ạ. Chính xác luôn. Nhật Mai nhớ rất tốt
kiến thức về khoa học đấy. Vậy chúng mình có muốn được tự tạo một cầu vồng rực rỡ của riêng các con không? Có ạ. Rồi, ngay sau đây cô sẽ đi hướng dẫn chúng mình vào làm thí nghiệm. Đó chính là tự tạo nên một ống nghiệm cầu vồng. Chúng mình đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Rồi, bắt tay cùng cô nhé. Bây giờ chúng mình sẽ được thực hành làm thí nghiệm, đó là cầu vồng trong ống nghiệm. Các con sẽ được tạo nên một cầu vồng nhỏ. Trong những ống nghiệm này, mỗi bạn thì sẽ được dùng ống nghiệm và tạo các tầng, các màu cầu vồng như chúng mình vừa liệt kê lúc nãy. Thế thì để làm được thí nghiệm này thì các con cần phải có những nguyên liệu gì? Cô hỏi các bạn này, màu cuối cùng ở trong dải cầu vồng là màu gì nhỉ? Tím ạ. Rồi, màu tím như áo mà bạn Bảo Châu mặc hôm nay đây này. Vậy đầu tiên nhá, cô sẽ cho mật ong ra để chúng mình cùng nhau tạo màu tím. Mật ong quá. Tuy nhiên các con nhìn thấy này, mật ong này nó không phải là màu trắng đúng không? Mà nó là có màu nâu. Màu nâu nhạt. Vậy thì cô sẽ cho để tạo thành màu vàng. Cô sẽ cho thêm một chút màu đỏ. Màu đỏ. Và màu gì nữa để tạo ra màu vàng biết không? Không phải màu vàng. Màu xanh à? Đúng rồi. Màu xanh. Nhưng là xanh là cây hay xanh da trời? Xanh nước biển ạ. Xanh da trời đúng. Xanh nước biển. Vô một cả luôn. Thiếu thì chúng mình sẽ nhớ là khi mà đổ vào thì đừng để dây màu lên thành nhá. Vâng. Màu thứ nhất đó là màu tím với dung dịch là gì? Mật ong. Cô muốn hỏi các bạn, mật ong nói tiếng Anh là gì các con nhỉ? Honey. Chính xác, honey. Rồi, sau màu tím bây giờ cô sẽ cho một nguyên liệu tiếp theo, đó chính là nước rửa bát có màu xanh, xanh lam. Các con cùng nhìn nha. Wow. Sâu gì cơ? Hỏng rồi. Ôi sao hỏng rồi bộ tay. Hỏng rồi. Không hỏng kìa. Không hỏng kìa. Rồi, được chưa? Màu các con cùng dơ sản phẩm của mình lên cô nhìn nào. Ta đã có tím này, màu lam này. Theo cô sẽ có màu xanh. Đâu? Xanh trước màu xanh lam rồi đến màu xanh gì? Xanh lục. Rồi, vậy thì màu xanh lục cô sẽ tạo ra bằng cách pha nước. Như vậy các con thấy này, chúng mình đã tạo ra được các màu sắc của cầu vồng trong ống nghiệm này đúng không? Chúng mình cùng đọc tên lại các màu sắc với cô nhá. Đây là màu tím. Màu tím, tiếng Anh sẽ nói là gì nhỉ? Purple. Purple đúng không? Tiếp theo là màu lam. Màu lam hay còn gọi màu xanh dương. Tiếng Anh sẽ gọi là blue hoặc là màu xanh đậm thì sẽ gọi là deep blue đúng không? Thế còn ở trên màu xanh dương sẽ là màu lục. Màu lục. Hay tiếng Anh còn gọi là green. Trên của màu green là màu yellow là màu vàng. Ở trên cùng chúng ta có dung dịch mang màu đỏ. Màu đỏ. Nhưng ở đây chúng mình pha hơi loãng nên nó thành màu cam đúng không? Nếu màu cam thì chúng mình sẽ gọi là màu orange. Chính xác. Vậy chúng ta đã có được rainbow in the tube. Các con nhìn thấy chưa? Cầu vồng trong ống nghiệm. Vậy cô muốn hỏi này, tại sao rõ ràng là chúng đều là dung dịch nhưng các màu nó lại không bị lẫn vào nhau? Tại trọng lượng nó khác nhau. Trọng lượng
bởi khoảng độ đậm đặc của nó, đúng không? Nó càng đặc càng nặng thì nó sẽ trôi xuống dưới, và các màu này khi con sóc lên nó cũng sẽ không lẫn vào nhau được. Như vậy các con thấy nhá, các dung dịch nước này đều là những dung dịch rất là quen thuộc trong cuộc sống, đúng không? Nhưng nó lại có cái độ đậm đặc khác nhau. Cái nào đậm đặc nhất thì nó sẽ trôi xuống dưới này, cái nào nhẹ hơn nó sẽ nổi lên trên. Ở dưới cùng sẽ là dung dịch gì đây? Là gì? Mật ong. Mật ong. Sau đó đến Nước rửa bát. Trên đó là Nước lọc ạ. Nước lọc, chính xác. Nhẹ hơn nước lọc là Dầu ăn. Và nhẹ hơn dầu ăn chính là Cồn. Bài học của chúng mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các con đã được có thêm rất nhiều kiến thức về khoa học này, được rèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả này, và cũng như là ôn lại các cái từ trong tiếng Anh. Các con thấy bài học ngày hôm nay thế nào? Rất vui ạ. Có bổ ích không? Có. Các con thích có nhiều buổi ra ngoài chơi và trải nghiệm như thế này nữa không nhỉ? Có. Rồi, thế thì chúng mình cùng cố gắng, cô sẽ cố tạo điều kiện cho các con có những buổi trải nghiệm như thế này hơn nữa, để chúng mình ghi nhớ kiến thức cũng như bài học lâu hơn. Buổi học của chúng mình hôm nay là kết thúc rồi, và hẹn gặp lại các con ở những buổi học tiếp theo. Giáo dục đang ngày càng phát triển, việc tích hợp các môn học với nhau sẽ trở thành xu thế. Đây sẽ là một phương pháp học hiệu quả và được yêu thích trong tương lai. Việc học luôn luôn rất quan trọng, vậy nên chúng ta, những người làm giáo viên, làm cha, làm mẹ, hãy cùng nhau thấu hiểu các con và mong muốn học tập của các con, giúp tạo động lực và niềm yêu thích cho các con. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay để xây dựng một môi trường học tập sáng tạo, vui vẻ và đem lại thật nhiều hiệu quả cho các bạn hơn nữa nhé.